Xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay bên Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi loa Lux. Đôi loa này là một trong những sản phẩm loa full bãi, chất lượng, thương hiệu nổi tiếng, chất âm hay, đẳng cấp, cấu tạo gấu, thùng quách đặc biệt, trông rất chi là đặc biệt, dạng như kiểu đột biến. Đây là quai sách, quai sách ốc lục giác. Những con ốc này là những con ốc lục giác sáu cạnh anh em nhé. Thùng của nó là thùng sơn si sần, thùng gỗ. Lux là một trong những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, hàng chính hãng trung ương, hàng bãi. Với công suất, mã của con này là K112. Với độ nhạy của nó lên từ 98 đến 123 Hz decibel. Mà cái bác mà ở trên Facebook bây giờ đang nổi tiếng là cứ loa nào xì nhiều thì là hay ấy, thì con loa này em khẳng định với các bác là xì cực kỳ tốt, xì lắm. Công suất của nó là 350W trên một quả, vậy là 700W trên một kênh. Đây là có cái công tắc để điều chỉnh tiếng tép và tiếng lời sáng hay là tối. Lắc đây, hàng xịn bao giờ nó cũng có cái chữ R. Cái chữ R như này ở bên trên đỉnh anh em nhé. Con này là thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc nên nó xuất cho thị trường Trung Quốc, nên toàn bộ tiếng của nó, thông số kỹ thuật của nó đều là tiếng Trung. Đấy, đây. Và đây là mã số seri của đôi loa. Anh em nào có mã vạch thì tra thử xem có lên không nha. Thùng của nó được thiết kế đây, dọi từ trên xuống, chiều cao, chiều rộng, chiều này là 39, chiều này cũng là 39, và cái đít của nó hơi vắt 5 cạnh. Cái loa này có thể treo tường thoải mái anh em nhé, hoặc là cũng thể làm loa kiểm âm hắt tiếng. Đây, giống như vừa để anh em. Mặt lưới sắt, tem Lux đây. Rồi, đó là cái phần bề ngoài của em nó. À quên, giới thiệu thêm. Chiều rộng này 39 đúng không ạ? Chiều sâu này 39 và chiều cao này của nó là 59cm, coi như 6cm tròn đi, để cho anh em hình dung ra. Thùng của nó là chất liệu thùng gỗ. Thùng gỗ nè. Anh em làm hàng bãi chung là anh em rất hiểu rõ về cái thông số này rồi. Cái thùng gỗ bao giờ nó cũng nhẹ hơn thùng gỗ ép. Đấy, thùng gỗ thì nó nhẹ hơn thùng gỗ ép, nhưng mà nó chắc chắn hơn và tiếng nó hay hơn. Nói chung là thùng gỗ là thùng đắt. Rồi, bây giờ cấu tạo đến cái phân tần đằng sau. Như lúc nãy anh em mình đọc thông số kỹ thuật thì cái phân tần này của nó được bắt ốc này, được bắt ốc ở đây này, rất chi là hịn hò, hịn lắm anh em ạ. Đây, em quay sát cho anh em xem. Đây, đây là phần phân tần của nó. Nó là một tảng bằng nhôm. Cái này mà bán sắt vụn, giá sắt, giá đồng đang tăng, và bán là cũng được đấy anh ạ, anh em ạ. Nó là nguyên khối luôn nhá, nhôm nguyên khối này. Mã số seri này, không để ý lắm, 20258. 0255. À, thế sheet nữa thì này gọi là seri liền kề đấy các bạn. Giống loa bầu với loa bot, loa GB. Anh em hay nói câu đó. Đây là Jack Music. Đằng sau của nó đây. Làm rất hịn. Đây là một tấm nhôm nguyên bản này. Ốp vô đây này. Đấy. Xong là bắt ốc từ bên trong bắt ra này. Đấy. Ốc từ bên trong bắt ra. Đấy, rất hịn đúng không ạ? Không như những cái phân tần khác. Không như những cái cầu loa khác. Trong con loa này nó cũng rất giống loa Mỹ anh em nhá. Nó có một lớp bông thủy tinh. Bông thủy tinh vàng ươm luôn đấy. Đây. Đấy, giống hệt loa nghe nhạc. Và được bọc trong một cái lớp vải mỏng màu đen. Còn tiếp tục mình đến cái phân tần của nó. Phải nói là nói đến cái phân tần của nó thì phải nói là nó khủng đi. Dùng cái từ khủng đầu tiên. Mặc dù là nó thiết kế cái vỉ khủng, vỉ này của nó là nó hơi màu mè, em thì em không thích cái màu xanh này cho lắm đâu. Màu của nó phải giống Pioneer hoặc là giống GB ấy, trông nó hịn hơn. Trong cái đó cái màu này thì trông nó hơi ngu. Nhưng mà phải nói là linh kiện của nó là đầy đủ. Nó giống kiểu phân tần của S90D ấy.
Với chiều rộng này của nó lên đến 15 phân và chiều ngang này nó lên đến 23 phân. Và số lượng linh kiện như anh em nhìn là biết rồi. Tụ dập bát này, linh kiện tép này, tụ tép này, chống cháy này, hịn hò luôn, rất khủng. Đây, 100V này, tụ dập 100V này, nhiệt độ 105C này. Các ốc của nó là toàn bộ bằng ốc này. Anh em nhìn này, ốc của nó toàn ốc inox nhá. Ốc inox này. Muốn biết con này bằng ốc inox hay không, anh em tháo ra này. Rất đơn giản, muốn biết nó bằng ốc inox hay không. Ồ, nó lại còn khóa trong. Đây, ví dụ như con ốc gông tép của nó đây, ốc inox đây. Anh em muốn biết nó hay không, để đặt đây, nó có dính đâu. Đặt 5 châm này, không hề dính. Đấy, ốc inox không hề dính anh em nhá. Tất tần tật con này dùng ốc inox, không bao giờ sợ han, sợ dỉ một tí gì cả. Thoải mái dùng luôn. Và đây, đây là cái họng chép của nó. Trước tiên mình nói về củ trước đi, bởi vì em đang tháo ốc ra rồi. Bốn con, ba con ốc của nó bên cạnh này, tháo ra. Cái này bằng gang nhá, chứ không phải bằng nhựa như những con loa rẻ tiền khác đâu nhá. Đây là loa hàng chính hãng, chất liệu bằng gang. Côn tép của nó là côn tép 44. Em lấy thước đo rồi, côn 44. Màng này, màng lụa mềm nhũn. Côn tép 2 lớp, chống cháy, tản nhiệt tốt. Đó, côn, ok. Nói chung là hàng hãng, hàng xịn thì côn tép của nó không bao giờ to. Nó chỉ vừa phải thôi. Nhưng tiếng tép của nó phải nói là rất leng teng. Nó leng teng hay không, một phần là nó cũng là do cái họng này này. Cái họng này của nó được thiết kế bằng cái này là bằng dạng nhựa, nhưng nhựa siêu cứng và bóng lừ. Thiết họng được thiết kế như này. Đấy. Trông rất chi là hầm hố. Đặt vô đây. Rồi, bây giờ mình nói đến cái bát. Phải nói nó nặng. Cái thùng nó nhẹ nhưng cái loa nó rất nặng. Rồi, đây, đây là quả bát của nó với từ của nó lên đến 19 năm. Từ của nó đây, 19 năm. Đây là họng thoát nhiệt. Cổng cắm tín hiệu loa vào. Nó còn có cái đệm cao su này. Rất hịn. Làm đúng là đồ hãng có khác. Và nó có các cái lỗ thông hơi vào côn này. Để khi đánh ra đánh vào thì nó làm mát côn. Được thiết kế những cái họng này, gọng. Họng này họng xương gang anh em nhé. Ý dồi, nặng. Từ của con này là 19 năm như em vừa nói. Và côn của nó là côn 10, côn 100. Nói thế cho nhanh, côn 95 hoặc 100 gì đó. Chắc chắn là 100 với con mắt của em. Nói chung là công suất của con này quá khủng. Ghi 350W là ghi cho chơi thôi. Bởi vì hãng bao giờ nó cũng ghi công suất nó nhỏ thôi. Để làm sao? Để bị bắt thuế ít đi anh em. Thuế ít, nhưng mà côn của nó khủng như này thì đừng nói là 350W nhá. Đừng nói 350W. Gân của nó là gân lụa này. Dép, dập nệp. Màng bóng, chống nước. Con này đổ nước vào vẫn đánh bình thường. Nào, anh em thích để em đổ nước vào em đánh thử xem. Đổ nước vào màng loa vẫn đánh bình thường. Em vẫn chưa nhìn thấy thông số kỹ thuật nó ghi năm sản xuất con này bao nhiêu nhỉ, ở đâu nhỉ. Nhiều con loa nó ghi nằm trong cái loa bát này không thấy ghi anh em ạ. Xem phân tần này. Cũng không thấy ghi. Cái này anh em phải check Google rồi. Rồi. Đấy là tất cả những thông tin kỹ thuật nữa. Bát 30, full bát 30. Cuối cùng em xin phép được công bố cho anh em. Giá của đôi loa này sẽ là ghi trên tiêu đề. Cảm ơn anh em.